Ai đã cho em những ngày tháng huy hoàng? Không, em chưa nắm được bài này. Tại sao em lại chưa biết bài này? Chưa biết thế em lại phải dạ. tự viết nhạc vào đây. Vâng, thì em nếu mà thế em bịa thì em cũng bịa được ạ. Nhưng mà bây giờ anh thì sẽ hỗ trợ em bằng cách là em thích hát theo điệu trưởng hay điệu thứ, hay là em thích hát theo đúng bài. Cái lời bài hát này thì mình mới đọc, mình thấy nghe nó rất là tươi vui, nhưng mà ở trong đó có sự hoài niệm ạ. Kiểu như là đã hơi tiếc cho cái gì đó nó đã qua rồi, bởi vì nó có chữ đã. Đối với em là em nghĩ như thế, em chưa nắm được bài này. Vậy thì mình sẽ hát tông thứ nhé. À, được, buồn thứ. Buồn đúng không? Buồn hoài niệm để tông thứ. Vâng. Để cho Quỳnh chọn. Cũng được ạ, hợp lý ạ. Trưởng, thứ không, mình có nhà có đạo diễn âm nhạc đây thì mình cũng không nghĩ. Em nghĩ là cái này là cái đồng chơi cảm của hai người nhạc sĩ đúng không? Vâng. Là chơi em ạ. Dạ em biết chơi ạ, nhưng mà cũng để cho anh làm việc với chứ. Vậy mình chọn tông thứ ha. Vâng. Đúng gu của anh Quỳnh là nhạc buồn buồn rồi, 2, 3 vô.